Rồi, xin kính chào tất cả anh em đã đến với shop phụ tùng Trần Đạt nha anh em. Thì hôm nay khuyến mãi cho anh em ha, bán có xăng zin với lại boe zin nha anh em, mà tặng cho anh em bình xăng đó. Thì có xăng này là có xăng KFLA này anh em ơi, zin của Phu Chợ 1 à, với lại quay 110 thái đó. Còn boe này boe của Phu Chợ 1 anh em đó, cả hai cái đều zin hết nha. Và tặng cho anh em luôn cái bình xăng Senta. Bình này thì còn xài rất là tốt nha anh em, để ra đẹp. Nhưng mà là bình Senta này, bên mình thì không có bán hàng Senta. Bên mình không có bán hàng Việt Nam, bên mình chỉ có bán hàng Thái thôi. Bình này mình không có bán. Đó, anh em nào mua bình co xăng với lại Boe thì mình tặng cho anh em luôn bình xăng nha. Giá mình để bằng giá Boe thôi, co xăng không tính tiền, giá 250 nha anh em. Đó, anh em nào mua hàng có thể liên hệ mình ha. Số điện thoại là 0915 434 973. Mình sell có một bình duy nhất thôi anh em là có nhu cầu thì có thể liên hệ mình ha. Bình này cháy ga là cháy ga, chưa có làm gì hết anh em, chưa có xoáy đó, cũng như là chưa có là hay cái gì hết á. Còn nguyên nè, dấu niêm phong nè anh em thấy không, đó dấu niêm phong luôn ha. Ở bình này là nó là bình dạng theo Phu Chợ 1 nha anh em, nó có y hệt như bình của Phu Chợ 1 luôn, cũng mã rồi cũng có ống các thể loại luôn đó. Anh em nào mua thì liên hệ nha, giá là 250 nha anh em. Anh em nào mua thì nhanh tay thì còn ha, có một bình duy nhất thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha. Hy vọng được gặp anh em ở những clip tiếp theo.